Kính thưa toàn thể hội nghị. Tôi xin trình bày về những tiến bộ trong chẩn đoán căn nguyên viêm phổi cộng đồng. Thì chúng ta cũng biết bệnh phẩm có giá trị để có thể phát hiện được căn nguyên viêm phổi cộng đồng đó là mẫu đàm. Tuy nhiên, mẫu đàm là một bệnh phẩm cũng cực kỳ thách thức. Tại vì thứ nhất là chúng ta phải bắt được vi khuẩn gây bệnh từ một mẫu vốn dĩ tạp nhiễm. Do vậy cho nên phải lấy đúng bệnh phẩm đàm và phải đánh giá để chọn đúng vi khuẩn gây bệnh khi mà chúng ta cấy mẫu đàm những vi khuẩn mặt trên mọc thạch. Ngoài ra, những cái lý do mà tác nhân gây bệnh có thể cấy được ví dụ vi khuẩn vi nấm còn có những tác nhân mà không thể cấy được với các xét nghiệm thường quy như là virus và vi khuẩn không điển hình và những tác nhân này cũng không phải là hiếm thứ ba có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh rất khó mập là tác nhân gây viêm phổi tắc phải cộng đồng do vậy cho nên mẫu đàm phải được cấy ngay và phải có phương tiện và đủ các loại môi trường cần thiết có sẵn trong phòng xét nghiệm chính vì vậy cho nên nuôi cái đàm chúng ta sẽ gặp rất nhiều thất bại có những thất bại vì những lý do chủ quan mà chúng ta khó có thể khắc phục được ví dụ thứ nhất là tác nhân gây bệnh lại thường là những tác nhân khó nuôi cấy dù rất thường gặp như là Streptococcus pneumoniae hoặc Haemophilus influenzae. Đòi hỏi phòng thí nghiệm phải có sẵn những môi trường để có thể cấy được những vi khuẩn này. Vấn đề thứ hai, lý do chủ quan khó khắc phục đó là mẫu đàm thường là không tiên cậy vì do lặn nước bọt. Đó là những tập ngưỡng vùng hầu hỏng. Thứ ba là mẫu đàm ít được cấy ngay, bởi vì từ lâm sàng đã lấy đến lấy ra chậm rồi và gửi đến phòng thí nghiệm, rồi gửi đến phòng thí nghiệm có đôi khi không cấy ngay được, bởi vì người ta có thể chờ đợi. Và thứ tư có thể là không biết cách đánh giá để biết được trên kết quả nuôi cấy để chọn đúng cái vi khuẩn gây bệnh mọc trên mặt thạch là cái gì. Ngoài những lý do chủ quan như vậy thì chúng ta còn có những lý do khách quan mà không thể khắc phục được. Ví dụ, bệnh nhân đã dùng kháng sinh trước nên các vi khuẩn gây bệnh có thể không còn sống được trong mẫu đàm nhưng mà vẫn còn sống trong những dịch lót phê nang hay là nhu mô phổi và nó vẫn có thể gây bệnh được. Cái thứ hai là có nhiều tác nhân mà không cấy được tại các phòng thí nghiệm lâm sàng như tôi nói hồi nãy đó là những vi khuẩn không điển hình hoặc là những virus như vậy thì những bệnh phẩm khác ví dụ cái máu và cái dịch cơ thể có giá trị gì không trong vấn đề xác định tác nhân gây viêm phổi mắc phải cộng đồng thực sự ra nếu cái máu dương tính đúng là tiêu chuẩn vàng để chúng ta có thể xác định được tác nhân gây viêm phổi tuy nhiên không phải tất cả mọi trường hợp viêm phổi mắc phải cộng đồng đều cái máu dương tính mà chỉ tối đa khoảng 10 cho đến 16% là chúng ta có thể cái máu dương tính được rồi, như vậy thì cái dịch màng phổi hay dịch nở tủy có giá trị không? Thực sự nếu cái dịch nở tủy và dịch màng phổi trong những trường hợp viêm phổi mắc phải cộng đồng à, chúng ta chỉ có thể thực hiện được khi viêm phổi mắc phải cộng đồng có biến chứng tràn dịch hay tràn mũ màng phổi hay là biến chứng viêm màng nở mũ và những biến chứng này trong viêm phổi mắc phải cộng đồng không có à, thường xảy ra, nó rất hiếm xảy ra. Như vậy thì những xét nghiệm miễn dịch nó có giá trị gì hay không? Xét nghiệm miễn dịch chúng ta đã có những xét nghiệm miễn dịch phát hiện kháng nguyên hòa tan trong nước tiểu, ví dụ tìm kháng nguyên hòa tan của Streptococcus pneumoniae hoặc Legionella pneumophila trong nước tiểu. Nhưng mà những xét nghiệm này qua kinh nghiệm thực hiện chúng tôi thấy cái độ nhạy rất thấp. Xét nghiệm phân kháng nguyên bằng những kỹ thuật ví dụ như ELISA hoặc miễn dịch huỳnh quang phát hiện tác nhân virus vi khuẩn không điển hình trong bệnh phẩm là mẫu đàm là có những xét nghiệm này nhưng mà cũng như vậy độ nhạy khá là thấp như vậy thì những xét nghiệm huyết thanh học để tìm kháng thể đặc hiệu phát hiện tác nhân virus vi khuẩn không điển hình thì chúng ta cũng có nhưng mà à, thật sự ra giá trị của nó chúng ta phải xem lại bởi vì nếu như phát hiện kháng thể đặc hiệu là thuộc lớp IgG thì chúng ta phải lấy huyết thanh kép tức là lấy trên một bệnh nhân cách nhau 10 ngày để xem có sự gia tăng hiệu giá kháng thể hay không và nếu làm như vậy thì nó không hữu dụng về mặt lâm sàng còn nếu như xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể đặc hiệu mà thuộc lớp IgM thì chúng ta phải có giá trị cắt và như vậy thì cái chất lượng của xét nghiệm là nó tùy thuộc vào cái chất lượng của kit và đồng thời chúng ta phải có nghiên cứu trước để biết được giá trị cắt. Đã như vậy thì chúng ta thấy rằng à, xác định tác nhân gây viêm phổi mắc phải cộng đồng giống như chúng ta tìm được à, những cái gì có trên một cái tảng băng nổi mà thôi chứ còn phần chìm là phần của những cái tác nhân căn nguyên mà chúng ta không thể phát hiện được bằng phương pháp thường quỳ đó là một phần rất lớn chính vì vậy cho nên xét nghiệm vi sinh lâm sàng đòi hỏi cần phải bổ sung giải pháp sinh học phân tử thì mới có thể phát hiện được đầy đủ các căn nguyên gây viêm phổi mắc phải cộng đồng và trong giải pháp sinh học phân tử thì hiện nay giải pháp real time PCR là giải pháp được lựa chọn nhất bởi vì nó đạt được độ nhạy cao cũng như độ đặc hiệu cao tại sao real time PCR lại đạt được độ đặc hiệu Tại vì nếu như chúng ta so sánh giữa PCR và nuôi cấy thì chúng ta sẽ thấy nuôi cấy là chúng ta nuôi cấy một tế bào vi sinh vật, chúng ta nuôi cấy thành một quần thể rồi định dân. Thì như vậy là nó là rất đặc hiệu. Còn PCR thì sao? PCR chúng ta cũng như vậy mà thôi, nhưng mà thay vì chúng ta tăng sinh một tế bào thành một quần thể thì chúng ta lại tăng sinh một đoạn đi một đoạn gen đặc hiệu của vi sinh vật thành hàng tỷ đoạn và sau đó chúng ta cũng xác định nó có phải đúng là cái mà chúng ta muốn tìm hay không như vậy thì nuôi cái đạt được độ đặc hiệu thì PCA cũng đạt được độ đặc hiệu không khác gì nuôi cấy, nhưng mà xét về độ nhạy thì PCA đạt được độ nhạy ở mức độ phân tử, còn nuôi cấy thì chỉ đạt được độ nhạy ở mức độ tế bào mà thôi. Và đồng thời có nhiều cái lý do làm cho nuôi cấy chúng ta có thể bị thất bại trong vấn đề chúng ta phát hiện được tác nhân vi sinh gây bệnh. Và nếu như chúng ta áp dụng kỹ thuật real thai PCA, thì chúng ta thấy rằng real thai PCA vừa phát hiện được tác nhân vi sinh vật gây bệnh và vừa định lượng được tác nhân vi sinh vật gây bệnh nữa. Chính vì vậy cho nên real-time PCR sẽ cho kết quả giống như phương pháp cấy định lượng, tức là có định lượng và nếu có định lượng thì chúng ta có thể phân biệt được tạp nhiễm với gây bệnh được. Đúng. Và hiện nay thì real-time PCR là một cái kỹ thuật rất dễ dàng áp dụng tại các phòng thí nghiệm lâm sàng và chúng tôi gọi cái kỹ thuật này hiện nay là kỹ thuật streamline real-time PCR streamline nghĩa là gì streamline có nghĩa là nó trơn tru như dòng suối chảy nghĩa là nếu như trên đầu nguồn có nước thì nước sẽ chảy xuống cuối nguồn tại sao Rui thay nó dễ dàng được như vậy là bởi vì hiện nay real time pizza chúng ta có thể thực hiện chỉ có qua hai công đoạn mà thôi công đoạn thứ nhất là chúng ta tách chiết DNA và RNA trong mẫu thử và phương pháp tách chiết hoàn toàn tự động được rồi sau khi tách chiết xong chúng ta cho vào cái thiết bị real time PCR để chúng ta phân tích và đọc kết quả thì như vậy nó chỉ cần có hai công đoạn và với hai công đoạn này cái thời gian tốn tối đa là khoảng 8 tiếng đồng hồ ví chính vì như vậy cho nên mẫu gửi buổi sáng buổi chiều chúng ta có kết quả nếu biết cách thu xếp thì buổi sáng gửi buổi, buổi trưa chúng ta có kết quả và nếu như kết quả mà xuất hiện sớm được như vậy đến tay lâm sàng thì rất có hữu dụng rất hữu dụng về mặt lâm sàng để lâm sàng có thể cho được cái thuốc điều trị đặc hiệu cái tác nhân vi sinh gây bệnh được Đó. như vậy thì cái bài báo cáo của tôi ngày hôm nay À, chúng tôi muốn à, có cái mục tiêu là chúng tôi muốn đưa ra cái cách mà chúng tôi phát triển kỹ thuật multiplex real-time PCR để phát hiện các phát nhân vi sinh hiện diện trong các mẫu đàm hay là các bệnh phẩm chứa đàm lấy từ những bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải cộng đồng và à, chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật này trong nghiên cứu và chẩn đoán căn nguyên vi sinh gây viêm phổi mắc phải cộng đồng để như thế nào Đó. thì về mặt phương pháp à, như tôi nói hồi nãy kỹ thuật multiplex real type pcr nó cần phải có hai giai đoạn giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải tách chiết cho được cái DNA và rna toàn bộ uh, của uh, cái gì có trong mẫu đàm chúng ta phải phân tách chiết được hết và muốn làm được điều đó thì chúng ta phải có một bộ tách chiết phù hợp và chúng ta đưa vô máy tách chiết tự động thì chúng tôi đã lựa chọn một bộ tách chiết rất phù hợp, đó là bộ tách chiết vừa tách chiết DNA và RNA toàn bộ và áp dụng cho nhiều bệnh phẩm khác nhau bao gồm mẫu đồn mẫu đàm và rất phù hợp cho nhiều loại thiết bị tách chiết tự động. Và cái bộ tách chiết này đã được đối chứng với các cái tách chiết tự động khác và đã được thẩm định, thẩm định trên các mẫu chuẩn. Rồi, ở trong cái khâu thứ hai là cái khâu phát hiện các tác nhân vi sinh thì chúng tôi đã liệt kê ra có toàn bộ tất cả là 75 tác nhân vi sinh có thể gặp được à, và những tác nhân này có thể là những tác nhân vi sinh gây bệnh bao gồm 7 tác nhân vi sinh gây à, của vi khuẩn cộng đồng có 21 tác nhân vi khu... vi sinh là những vi khuẩn dễ mập có 17 tác nhân vi sinh là vi nấm đây là những tác nhân có thể nuôi cấy được và đồng thời À, có 7 tác nhân vi sinh là vi khuẩn không điển hình không thể nuôi cấy được và 23 tác nhân là tác nhân virus và không thể nuôi cấy được. Vì như vậy cho nên chúng tôi phải thiết kế ra được bộ multiplex real-time PCR có thể phát hiện được tổng cộng 75 tác nhân này và cái hoạt động của bộ multiplex real-time PCR này dựa trên nguyên tắc real-time PCR sử dụng mồi và tắc men đặc hiệu và đa kênh có nghĩa là cùng một lúc chúng ta có thể phát hiện được tổng cộng là 75 tác nhân này cùng một lớp trong một lần thử nghiệm. Như vậy thì thiết kế thiết kế xong rồi thì chúng ta phải ứng dụng thử xem là nó có được những kết quả như thế nào. Và chúng tôi áp dụng được trong rất nhiều cái ứng dụng, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn đưa ra ba cái nghiên cứu mà chúng tôi đã ứng dụng và những nghiên cứu này là do Hội phổi Việt Nam chủ trì. Nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu real thực hiện trên 272 bệnh nhân người lớn bị viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện vào năm 2018. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu ECR thực hiện trên 232 bệnh nhân người lớn bị viêm phổi mắc phải cộng đồng mà ngoại trú. Nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2019. Nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu MIC thực hiện trên 138 bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng mà có những đợt cấp COPD phải nhập viện. Nghiên cứu này thực hiện vào năm 2020. Cả ba nghiên cứu này đều có so sánh phương pháp multiplex real-time PCR với phương pháp nuôi cấy. À, và sau đây là kết quả. Đầu tiên, đó là à, sau cái, trong cái quá trình phát triển kỹ thuật thì chúng tôi đã xây dựng được quy trình cũng như là những cái kit để có thể phát hiện được 75 tác nhân vi sinh gây viêm phổi mắc phải cộng đồng. À, cái quy trình để mà thực hiện rất là đơn giản, mẫu đàm lấy từ bệnh nhân được đưa vào cái máy tách chiết DNA và RNA tự động với cái bộ kit tách chiết mà chúng tôi nói hồi nãy, rồi sau đó đưa vào máy real time PCR để chạy cái real time PCR và lấy nhiên tách chiết đó phải đưa được vào trong cái multiplex real time PCR mix. Chúng tôi chế tạo ra khoảng 18 cái mini black real-type pycemic để có thể phát hiện cùng một lúc 75 tác nhân. Và khi đọc kết quả thì chúng tôi sẽ biện luận dựa vào cái định lượng chúng tôi phát hiện được. Nếu như đối với những tác nhân vi khuẩn và vi nấm cấy được, thì cái lượng phải trên 10 mũ 5 trên hoặc bằng 10 mũ 5 copy trên 1 mL đàm. Nếu như là tác nhân vi khuẩn không điển hình, tác nhân virus, hoặc là Mycobacterium tuberculosis thì chỉ cần có hiện diện là chúng tôi có thể xác định nó là tác nhân vi sinh gây bệnh. Thế như vậy là qua cái ba cái nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng nếu như so sánh với nuôi cấy thì chúng tôi sẽ thấy có những điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất là trong phát hiện căn nhân vi sinh thì chúng tôi thấy rằng multiplex real Type PCR hiệu quả hơn nuôi cấy. Ví dụ trong nghiên cứu real thì cái tỷ lệ phát hiện nói chung là 77%. Nghiên cứu Agree là 94%, nghiên cứu Mix là 95%. Nếu như chỉ dựa vào núi cấy thôi thì nghiên cứu Riew chỉ phát hiện được 45%, Agree chỉ phát hiện được 82% và Mix chỉ phát hiện được 56% mà thôi. Như vậy tại sao cái lượng phát hiện tỷ lệ phát hiện cao hơn? Bởi vì nhờ có Multiplex đã đưa cái tỷ lệ phát hiện lên cao. À, đối với là nghiên cứu real, Multiplex phát hiện được 69% nghiên cứu ICRI phát hiện được đến 93% và nghiên cứu mic phát hiện được tới 95%. Đó là cái lý do. Ngoài ra còn có một lý do nữa, đó là nghiên cứu uh, qua ba nghiên cứu chúng tôi đã nhận ra rằng uh, nghiên cứu mà sử dụng kỹ thuật minh black real type PCR có thể phát hiện được những tác nhân không nuôi cấy được. Đó là vi, tác nhân virus và tác nhân vi khuẩn không điển hình. Trong nghiên cứu real chúng tôi chưa có xây dựng cái kỹ thuật phát hiện được virus hô hấp. Uh, nhưng mà phát hiện vi khuẩn không điển hình lên 3%. Trong nghiên cứu ECRI thì nhờ có phát hiện virus hô hấp bằng multiplex real time PCR cho nên chúng tôi đã đưa lên cái tỷ lệ phát hiện virus lên đến 27%, vi khuẩn không điển hình là 11%. Nghiên cứu MIC là 26% và vi khuẩn không điển hình là 4,4%. Nếu chỉ dựa vào nuôi cấy thì chắc chắn những tác nhân này chúng ta sẽ không thể phát hiện được và trong cái phát hiện virus thì nhờ có multiplex real time PCR mà chúng tôi có thể đưa ra được cái phổ những tác nhân virus mà chúng ta có thể phát hiện được. Trong đó chúng ta thấy là vi, vi virus cúm A à, luôn luôn hiện diện trong cả nghiên cứu ECRI cũng như cả nghiên cứu Mic. Cái virus thứ hai là rhinovirus cũng là một cái tác nhân mà chúng tôi có thể phát hiện được với một tỷ lệ đáng để ý. À, đây là một hình ảnh cho thấy những cái um, uh, tác nhân virus mà có thể phát hiện được. Đối với vi khuẩn không điển hình thì cũng nhờ có multiplex black PCR mà chúng tôi uh, phát hiện được rằng uh, cái tác nhân uh, vi khuẩn không điển hình uh, mycoplasma pneumoniae uh, có là một trong những tác nhân mà đáng để ý nhất. Ngoài ra thì cũng có những cái tỷ lệ chúng tôi phát hiện được uh, bọn DTL nữa vấn đề thứ ba trong cái uh, trong cái nhận xét của chúng tôi đó là multiplacil PCR hiệu quả hơn nuôi cấy trong vấn đề phát hiện vi khuẩn cộng đồng vi khuẩn cộng đồng là những vi khuẩn như là streptococcus pneumoniae hemophilus influenzae Moracella catalis và những streptococcus khác thì chúng tôi nhận thấy rằng trong nghiên cứu ril uh, streptococcus pneumoniae phát hiện được đến 34% Hemophilus influenzae phát hiện được 20% trong khi nuôi cấy phát hiện không bao nhiều hết. À, đối với nghiên cứu ECRI thì uh, septococcus Streptococcus pneumoniae phát hiện được 66%, nuôi cấy chỉ có 29% thôi. Hemophilus influenzae thì nuôi cấy và PCR trong nghiên cứu ECRI phát hiện gần như tương đồng với nhau. Trong nghiên cứu MIC thì chúng tôi nhận thấy rằng Real-time PCR phát hiện được Streptococcus pneumoniae với tỷ lệ khá cao 64% so với nuôi cấy chỉ có 7.3% mà thôi. Hemophilus influenzae 23% trong khi nuôi cấy chỉ phát hiện được 6.5% và những tác nhân vi khuẩn cộng đồng khác cũng như vậy. Đối với lại những vi khuẩn mà có nguy cơ kháng thuốc thì multiplex pizza hiệu quả hơn nuôi cấy, đặc biệt trong vấn đề phát hiện những cái trực những cái cầu khuẩn gram dương ví dụ Staphylococcus aureus ở Staphylococcus mà là âm hoặc là những Enterococcus. Ngoài ra, multiplex rêu thai pizza cũng hiệu quả hơn nuôi cấy trong phát hiện vi nấm. Trong nghiên cứu rêu chúng tôi chưa có phát triển kỹ thuật để phát hiện vi nấm, nhưng mà trong nghiên cứu ICRI cũng như nghiên cứu MIT thì chúng tôi nhận thấy rằng nhờ có nghiên cứu mà phát hiện được vi nấm cho nên trong nghiên cứu ICRI chúng tôi phát hiện được 6,9% là do vi nấm. Còn trong nghiên cứu mít tỷ lệ phát hiện vi nấm lên đến 47% và trong nuôi cấy thì hoàn toàn không có thể phát hiện được, không cấy được tác nhân vi nấm. Mặc dù đây là tác nhân có thể cấy được. Đó. Về cái uh, vấn đề nữa, chúng tôi nhận xét rằng uh, nhờ có miễn dịch black PCR mà chúng tôi có thể tìm ra được cái căn nguyên vi sinh chủ yếu. Nếu chúng ta chỉ dựa vào nuôi cấy không thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái căn nguyên vi sinh chủ yếu à, chúng ta lầm tưởng rằng đó là những vi khuẩn kháng thuốc ví dụ như E.coli, Klebsiella, Acinetobacter hoặc à, Pseudomonas Nhưng mà nhờ có real time PCR thì chúng tôi thấy rằng trong nghiên cứu Real là những trường hợp mà viêm phổi mắc phải cộng đồng à, mà phải nhập viện thì bên cạnh các tác nhân vi khuẩn kháng thuốc là 51% thì vẫn có tác nhân vi khuẩn cộng đồng chiếm tỷ lệ gần tương đương 49% trong viêm phổi mà uh, mắc phải cộng đồng mà ngoại trú không phải nhập viện thì rõ ràng là vi khuẩn cộng đồng chiếm một tỷ lệ rất là cao lên đến 86% trong khi vi khuẩn kháng thuốc chỉ có 28% trong nghiên cứu mix thì vi khuẩn cộng đồng chiếm tỷ lệ lên đến 73% cao hơn cái vi khuẩn kháng thuốc cho nên chúng ta có thể nói là viêm phổi mắc phải cộng đồng tác nhân cộng đồng là một tác nhân chiếm vai trò chính đồng thời có một vấn đề mà chúng tôi cho rằng hết sức quan trọng đó là multi black real type pcr trả lời một câu hỏi rất thường gặp đó là đối với bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải cộng đồng thì có vai trò của đa tác nhân hay không thì rõ ràng qua cái nghiên cứu qua phát hiện sử dụng bằng multi black real type PCR, thì chúng ta thấy rằng à, luôn luôn có sự kết hợp của nhiều tác nhân đã. thì trong đó thì có một cái kết hợp mà chúng ta phải đáng để ý đó là kết hợp bởi những cái vi khuẩn có nguy cơ kháng thuốc ví dụ trong nghiên cứu real có đến 28 uh, 29 phần trăm trong nghiên cứu ICRI có đến 17 phần trăm trong nghiên cứu MIC có đến gần 45 phần trăm ngoài những cái tác nhân mà chính yếu thì vấn đề uh, phối hợp với tác nhân khác kể cả virus kể cả những cái vi về uh, vi khuẩn không điển hình nhưng mà cái đáng để ý trong vấn đề điều trị đó là nó có sự uh, kết hợp với những cái vì vi khuẩn có nguy cơ kháng thuốc và nếu như nói đến vi khuẩn có nguy cơ kháng thuốc thì chúng ta quay lại uh, xem thử cái tác nhân nào là tác nhân thường gặp mà chúng tôi tìm trong ba nghiên cứu Real, Ecri và Mix thì đó là tác nhân thuộc về trực khuẩn gram âm dễ mọc là tác nhân mà nó xuất hiện nhiều nhất trong những tác nhân nguy cơ kháng thuốc và đây chính là cái nguy cơ để chúng ta thấy rằng có thể bị thất bại điều trị uh, trong những trường hợp chúng ta điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng đặc biệt là trong viêm phổi mắc phải cộng đồng phải nhập viện hay là trong cái viêm phổi mắc phải cộng đồng mà được cấp copd và nếu như nói đến những tác nhân trực khuẩn ra âm thì chúng ta phải nói đến cái thách thức Của một cái loại vi khuẩn râm Rất thường gặp đó là Enterobacteria C Và cái thách thức của nó Đến từ cái sự tiến hóa Của men Beta Lactamase Thì những cái con vi khuẩn Enterobacteria C vốn dĩ Nó có men Beta Lactamase cổ điển Nhưng mà ngày hôm nay nó tiến hóa Để có thể có những cái men Beta Lactamase Mạnh hơn đó là Beta Lactamase cảm ứng Đó là Beta Lactamase âm Đó là Beta Lactamase phổ rộng và cái giải pháp kháng sinh để đối phó với lại những beta lactama này đó là sử dụng cặp ba penem tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng cặp ba penem mà lạm dụng cái nhóm hai là imipenem meropenem và doripenem thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là sẽ tạo ra con vi khuẩn pseudomonas aenoza đề kháng với cặp ba penem thông qua những cái nghiên cứu mà chúng ta thấy trên biểu trình bày trong biểu đồ này tức là nếu tăng cái sự sử dụng imipenem hoặc là meropenem thì chúng ta tăng cái tỷ lệ pseudomonas kháng thuốc lên vì vậy cho nên à, cái vấn đề là chúng ta phải chọn lựa một kháng sinh như thế nào để có thể hiệu quả đối với lại những cái men beta lactama mà đã được tiến hóa nhưng mà lại không tạo áp lực chọn lọc để tạo ra vi khuẩn pseudomonas aeruginosa kháng thuốc à, cái kháng sinh mà chúng tôi muốn nói để có thể đáp ứng được điều đó, đó là actapenem hay là các uh, carbapenem nhóm màu Tại vì sao như vậy? Bởi vì các carbapenem nhóm màu rất hiệu quả trên vi khuẩn ESBL và nó giảm được áp lực chọn lọc uh, để khiến cho Pseudomonas aeruginosa có thể uh, phát triển cái đề kháng mà kháng với carbapenem nhóm mỏ. Đó là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn đưa ra trong cái bài trình bài này. Nó tóm lại để phát hiện được căn nguyên vi sinh gây viêm phổi mắc phải cộng đồng chính là một thách thức và rất cần thiết phải bổ sung một giải pháp đó là giải pháp multiplex real time PCR. Những nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện chứng minh rằng multiplex real time PCR là giải pháp rất hiệu quả. Và hiện nay, hệ thống thiết bị real time PCR được trang bị tại rất nhiều bệnh viện, kể cả những bệnh viện mà trước đây không hề được trang bị. À, thì thông qua dịch Covid, chúng ta đã được Bộ Y tế trang bị rất nhiều tại bệnh viện. Chính vì vậy cho nên giải pháp multiplex ryu typhisia là một giải pháp hoàn toàn khả thi để có thể tận dụng được các hệ thống multiplex ryu typhisia và trả lời được câu hỏi cho và giúp ích được cho các bác sĩ điều trị. Đó là toàn bộ nội dung mà chúng tôi xin trình bày. Xin cảm ơn toàn thể hội nghị đã lắng nghe. Xin cảm ơn.